tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy để
thì dân Pháp áp đặt hạn phát triển tự do ở miền Nam Việt Nam, cả đất nước lại chỉ chia cắt cả hai miền Nam Bắc, cả dân tộc bước vào cuộc chiến chống xâm lược mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.